kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay Hoa Lan Thơ mình làm một cái video. Thì cái này mình quay ở trước lộ, phía trước lộ nó hơi ồn các chú. Xe cộ chạy tới lui hơi ồn. Các chú mình chịu khó nghe giùm mình nha. Đó, mình làm một cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi. Đó là cái lan nó bị vàng cái lá chân gì. Đó, bị vàng giả xuống lá luôn nè, thấy không? Bên đây nó cũng vàng lá chân nè. Bên đây nó vàng là từ ở dưới chỗ khoảng này lên nè. Đó, nó vàng tới bên đây. Rồi luôn những cái thằng này nó bị chấm đen nè, các chú thấy không? Thấy đen thấy không? Và nó bị vàng cái lá giữa luôn nè. Đó, nó bị vàng cái lá giữa này nó xuống rồi. Đó, cái giữa này nãy mình lấy tay mình đụng nó xuống rồi, mình giục rồi. Đó, nó vàng cái lá chân rồi nè. Hôm nay mình chia sẻ cho các chú anh chị mới tập chơi luôn rồi cách mình khắc phục nó như thế nào nha. Đó, thì trước khi vô chia sẻ mình cho các chú anh chị mình ngắm cái giò hạt vĩ nè, hạt vĩ trắng. Đó, thì cái giò hạt vĩ này hồi trước mình có ai có kết nối Zalo mình thì mình có chụp hình đó. Đó, các chú thấy không, trồng như thế này là nó sẽ buông xuống dưới đó. Đó, nó phồng dưới cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái này mình cắt nó một khúc nè là làm mầm gốc nè. Bây giờ các chú nhìn mầm gốc lên tụi tủa nè, hết biết chưa. Đó, hiện tại bây giờ mình cắt một khúc, nó có bông hết một khúc rồi, mình cắt rồi bây giờ nó cho bông tiếp nữa nè. Đó, thì cái dòng này cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi, cũng như là mình bán cho các chú anh chị mình đó, những cái giò hạt vĩ đó mình bán thì cái thế cách mình ghép như thế này nè. Đó, mầm gốc nó lên cao gì nè, nó sẽ bẻ đậu đưa xuống. Đó, nó bẻ đậu cộng đưa xuống gì nè, đẹp cực kỳ luôn. Thì cái này mình có chụp hình mình đăng trên Zalo đó, ai có kết nối Zalo với mình đó thì sẽ thấy. Đó, các chú nhìn đẹp không. Đó, các chú, tất cả những cái mầm gốc này mà nữa mà nó lớn lên nó bẻ đầu xuống thì thôi nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái này là nó sai bông dữ lắm. Cái khúc bông từ ở cái khoảng này là nó dài xuống dưới nó đã sổ rồi đó. Bây giờ mình cắt ngang đây là mình làm mầm gốc tự nhiên cho nó, mình cắt ngang là mầm gốc nó bật hết trơn các chú thấy không. Bây giờ nó sổ cái hoa nè, nó vẫn những cái mắt ngủ này nó còn lại mà là nó sẽ sổ kỳ. Đó, một là sổ hoa, hai là sổ kỳ, mà đa số là những cái mắt còn lại này nó sẽ cho kỳ hết. Nó cho kỳ hết, nhưng mà cái kỳ này mình chăm lâu lắm. Cái kỳ mình chăm này phải năm thứ nhất thì nó một phút gì thôi. Chừng năm thứ hai thì nó mới dài như bự như thằng này, nó cũng ăn thua mình chăm nữa. Đó, chú thấy không, đẹp cực kỳ luôn, mầm gốc u u. Cây lan nó tốt hay không là cũng do, quan trọng cũng do mình chăm nó nghe các chú, chứ không phải là người ta bán cho các chú vậy rồi các chú về treo lên tưới nước không mà kêu nó bự nó đẹp là nó cũng không có cái được vậy đâu nghe các chú. Mình phải chăm nó mới lớn, nó mới đẹp được. Đó, mấy cái trắng này là phun chống thối nhũng nè, chứ không phải là ấy đâu, không phải bị gì hết. Không thối nhũng mình chỉ phun vôi bột thôi chứ ngoài ra không có phun gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ nha, chia sẻ cái lan mà nó bị vàng cái lá chân. Đó, cái lan bị vàng lá chân như cái cây hồi nãy là nó bị vàng cái lá chân nè. Nó vàng lá chân nhưng mà ở trên đây lá nó vẫn còn đẹp. Đó, mầm gốc vẫn đẹp, vẫn tốt như thường. Thì cái bước đầu tiên nhất là các cô chú anh chị mình phải kiểm tra cái giá thể của nó. Đó, cái giá thể của nó các chú thấy không. Đó, hầu như trên đây là các cái phân đồ mình gãy đó, hầu như là nó muốn hết rồi, nó không còn phân nữa. Đó, nó không còn phân nữa, mà mấy cái lan này á, là mình cũng lâu lắm rồi mình không có đi phân cho nó. Cho nên cái hiện tượng đầu tiên của cái chậu này nè, nó bị vàng cái lá chân là do nó thiếu phân thôi chứ không có gì hết. Các chú mình bổ sung phân định kỳ cho nó, đó, một tuần lễ một lần. Đó, NPK. Đó, NPK định kỳ đạm lân kali đó, các chú bổ sung định kỳ cho nó thì nó sẽ tốt lại, nó cái lá chân của nó sẽ không có bị xuống nữa. Nhờ những cái lá tiếp theo này mình cũng sẽ giữ được lại được. Đó, các chú thấy không, đây là mình phun hoàn toàn là vôi bột hết nè. Các chú thấy không, cây lan mức rượt không, đâu cần mình phải dùng tới thuốc chi cho nó độc hại. Đó, thì làm miếng ăn là mình làm cái rễ nè, đó cho nó tốt. Đó, nhưng mà cái chậu này là nó thiếu phân, mình phải bón bổ sung phân tăng chậm cho nó. Thứ nhất là phân tăng chậm, cái thứ hai là mình phải bổ sung phân bón lá NPK hàng tuần cho nó, thì nó sẽ cái lá chân kế tiếp này nó sẽ giữ lại được bình thường, nó không bị vàng. Còn ở bên đây tại sao cái cây này nó cũng vàng lá chân,
mà nó vàng, các chú thấy là nó vàng từ cái khoảng này nè dài lên đây là nó bỏ hết lá chân luôn. Bây giờ cái lá kế tiếp này là gần cái đọt này nó tiếp tục nó bỏ luôn nữa nè, đó tiếp tục nó bỏ và cái lá này cũng có dấu hiệu bị vàng luôn đó. Mà cái thân này là cái thân tơ, cái thằng này là cái thằng tơ mà cái thân của nó bị đen nè các chú thấy không đó, cái thằng nó hoàn toàn bị đen hết. Nếu mà cái chậu này không xử lý đó, thì nó sẽ hư luôn nguyên chậu nè đó, nó bị đen hoàn toàn hết. Cái mấy cái lan này mình hầu như là mình không có chăm cho nó cho nên nó bây giờ nó bị nè thấy chú thấy không, vàng cái lá nè đó. Thì cái lá của nó rất là đẹp, cái lá nó không có bị côn trùng chích đốt hay là gì hết các chú thấy không, là mới cược luôn nhưng mà nó bị vàng và nó xuống đó, nó xuống rồi từ dưới gốc nó xuống bỏ lá dài ra luôn. Và cái thằng nó bị chấm đen thì cái hiện tượng này là chúng ta là phải coi lại, một là giá thể của mình nó cũ quá nè, nó không được sạch. Cái thứ hai là mình tưới nước quá trời nhiều đó, hầu như mình tưới nước ở trên đây là nó đưa xuống đây hết, và chỗ này là nó cũng tương đối nó hơi bị ẩm, nó chỉ hứng được ánh nắng sáng thôi. Đó, cho nên nó là cái cây đậm ra cái cây lan chúng ta nó bị dư nước nữa nè, đó nó dư nước nè. Nếu cái cây lan này nếu mà chúng ta mà không xử lý, không bóc ra, không trồng lại thì nó từ từ nó sẽ hư cái thân, nó thối cái thân hoặc là nó khô và nó chết luôn. Đó, nó chú thấy không nè, nó buông lá nè, buông lá từ ở dưới này lên luôn. Nó còn cái hiện tượng mà thí dụ như là nó bỏ cái lá ngay giữa này. À, thì cái chậu này á, thứ nhất là nó thiếu dinh dưỡng đó, cái thiếu dinh dưỡng cái thứ nhất, cái thứ hai là mình tưới nước cho nó quá nhiều đó, nó dư nước mà nó thiếu dinh dưỡng rồi đâm ra là nó bị vàng lá, nó vàng lá, nó bỏ lá là từ ở dưới gốc dài lên trên đó, dạng trên đâm ra cái thân nó đen nè, các chú thấy đen hoàn toàn hết, thằng nào cũng bị hết đó. Cái thằng này, mấy thằng này là có dấu hiệu bị thối nè. Đó, có dấu hiệu bị thối, bóp nó cũng mềm nữa nè, nó có dấu hiệu bị thối, chứng tỏ là nó dư nước mà nó thiếu chất dinh dưỡng nữa đó. Cho nên nhá, là cho bây giờ việc đầu tiên nhất để xử lý cái chậu lan nó bị gì á, thì các cô chú anh chị mình phải bóc nó ra trồng lại nè. Cái bộ rễ bây giờ nó không còn phát triển được nữa nè, các chú thấy không, cái bộ rễ của nó là hầu như muốn hư rồi, nó bị nước là nó bị dạng úng nước á, nó bị úng nước á, ngập nước á, nước quá trời nước nè, vẫn tới giờ mà vẫn còn ướt nhẹp nè, ở dưới đây nè gờ tay vẫn ướt, bộ rễ hư hết, nó úng nó hư hết trơn bộ rễ luôn. Việc đầu tiên nhất là mình phải bóc nó ra, tỉa hết rễ, bỏ những cái rễ hư dập thối mình tỉa bỏ hết liền đó, tỉa bỏ hết rồi xong mình sẽ xử lý lại, xử lý bằng cách là mình ngâm nó với thuốc kích rễ, với NPM á, với Atonit, với B1 đó. Thì cái thuốc kích rễ NPM là 1 gram đó, B1 là 1 cc và 0.5 cc Atonit, các chú hòa lại với 1 lít nước, các chú ngâm cho cây, ngâm để cây cho nó kích thích sinh trưởng, cho nó làm lại cái miệng ăn mới cho nó, chứ để kiểu này là nó chết luôn. Tại vì giờ cái bộ rễ cái miệng ăn nó không còn hoạt động được nữa, là nó khô nó hư hết trơn rồi đó. Cái này mà bị nước nữa, quá trời nước luôn mà nó thiếu dinh dưỡng, nó bỏ lá đó, nó bỏ lá rồi, nói chung nó thiếu chắc đủ thứ, đâm ra nè đến cái lá giữa này nó cũng bị thiếu chắc, nó bỏ nè, nó bỏ luôn cả nó, cái lá giữa này nó cũng bỏ nữa. Nó là nó bỏ này là do cái quá trình nó thiếu dinh dưỡng, nó thiếu magie rồi nè đó, cho nên nó mình phải bóc nó ra mình làm lại, miệng ăn đồ hư hết rồi đó. Bữa nay mình tính kéo dò mình tưới nè, mà mình thấy nó gì là chắc mình không tưới nó luôn, mình đem nó ra mình để riêng bên rồi mình sẽ xử lý nó lại, mình sẽ xử lý nó lại rồi mình sẵn dịp mình làm video cho các chú anh chị mình xem luôn đó. Các chú thấy là thằng này là thằng tơ nè, thằng này thằng tơ chứ đâu phải là cái thằng già thằng gì đâu, mà nó buông lá là từ dưới chân này luôn đó. Bây giờ cái lá này có dấu hiệu nữa nè, buông nữa nè đó, thằng này đen nè, thằng đen là bóp có dấu hiệu bị mềm nè, chuẩn bị bị thối nhũng nè đó, nó dư nước quá trời rồi chuẩn bị thối nhũng nè, thân bên đây cũng vậy nè đó, mềm rồi đó, mấy cái thân này là ăn quạng hư rồi không xài được nữa đó. Cái quá trình này là mình phải bóc nó ra, mình xử lý mình làm lại từ đầu, chứ để gì là nó sẽ hư cái cây đó. Hôm nay là sẵn có cái dịp này mình làm cái video lại cho các cô chú anh chị mình luôn đó, các chú anh chị mình xem đó. Ở nhà mình thí dụ mình gặp mấy cái trường hợp này mình xử lý nó liền đó, còn trường hợp ví dụ như là mình chia sẻ thêm luôn
ví dụ như nó vàng cái lá chân mà miệng ăn nó vẫn ok gì đó, miệng ăn tức là cái rễ nó vẫn ok vậy á, thì các chú bón cái phần bón gốc vô đó, phần là bón phần càng chậm vô cho nó. Thứ nhất, thứ hai là mình phun phần bón lá N7K đó vô cho nó 30/10 hay gì đó vào mùa nắng này nè, mình phun định kỳ cho nó thì cây nó sẽ đẹp trở lại. Đó là cái lá chân này nó sẽ giữ những cái lá chân kế tiếp, nó không bị buông cái lá chân kế tiếp, cũng như là mình vừa để chăm sóc cho cái mầm mới của chúng ta luôn đó, mình bổ sung dinh dưỡng để cho cái mấy mầm mới chúng ta nó phát triển cho nó tốt luôn. Cho đây cũng thôi, là cái thằng này mà nó buông rồi tới những cái mầm này nè, cái mầm này lên mà nó không đủ dinh dưỡng nữa thì nó sẽ buông nữa, tiếp tục buông nữa thì nó sẽ hư cái cây chúng ta đó. Còn mà ví dụ cái cây lan mà nó bị bỏ cái lá giữa gì thì các chú mình tìm cái loại phân bón lá nào mà có cái chất magie á, các chú cung cấp cho nó đó. Các chú thì bước đầu tiên có thể là các chú mình phun 3 ngày phun một lần cũng được, không sao hết. 3 ngày phun một lần, các chú phun tầm 3 lần vậy đó, các chú phun tầm 3 lần vậy rồi các chú giãn cách nó ra, một tuần lễ phun một lần định kỳ đó. Còn như cái chậu này là phải bóc ra nè, cái chậu này là nó bị cái ta kêu bằng gì, ôi nước đó, ôi nước là coi như là cái miệng ăn nó không còn luôn nè, nó hư luôn cái bộ rễ, các chú thấy không à, nó dư nước quá trời, nó dư nước quá, nó hư luôn cái bộ rễ rồi đó, nó hư lên bộ rễ mà nó thiếu dinh dưỡng, nó đâm ra là nó xuống lá nè, xuống lá chân nó xuống hết hoàn toàn luôn, bên đây nó cũng xuống trụi lũi chân nè, các chú là thân tơ không đó, mà thân nó đen nè, nó có dấu hiệu bị thối luôn nè, nó hơi mềm mềm nè. Đó, bên đây cũng vậy, nói chung là nguyên chậu này luôn, nó bị hết hoàn toàn. Đó, nó bị hết hoàn toàn, cho nên mình phải bóc nó ra mình xử lý lại. Thì việc đầu tiên trước khi các chú mình ngâm xử lý là các chú mình tỉa sạch rễ đồ xong, rửa cho nó cho sạch, rồi tỉa rễ đồ cho nó, những cái rễ hư dập đó tỉa bỏ hết, rồi xong mình phun thuốc diệt nấm cho nó một cái. Phun thuốc diệt nấm thì các chú có thể mình dùng cái thằng hép là dùng cho phân... cái thuốc dùng cho lúa đó, cái chai nó màu hường đó, cái chai bạc nó để chiên hép đó. Ra các chú mình ra các tiệm thuốc của vậy thì thực vật đều có hết đó, hép là dễ mua nhưng mà nó hơi mắc tiền, tại nó cái loại thuốc đó thì nó cũng dạng thuốc tốt đó, các chú xài thì các chú pha 1cc một ít nước phun diệt nấm cho nó xong đó, rồi cho chú để gáo ghép lên đó. Cái này phải bóc ra xử lý lên nè để nó chết. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình làm cái video chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi này, tại sao cái cây lan nó bị vàng cái lá chân, nó vàng lá chân, vàng cái lá giữa đó, thì mình cũng nói thêm luôn đó, thí dụ mình gặp cái trường hợp mà cây lan mà thí dụ nguyên cái bộ lá từ dưới đây lên xanh đó, thì ở trên cái lá đọt này bị vàng thì các chú anh chị mình lưu ý giùm một cái là coi chừng nó bị dư phân đó, dư phân nha, cái dư phân là nó sẽ vàng cái lá chịch trên đọt, là mình hạn chế mình ngưng phân cho nó vài tuần đó. Rồi xong mình đi theo cho nó đúng liều lượng lại, có thể là mình pha loãng ra mình ngưng nó vài tuần xong mình pha loãng mình phun mồi lại cho nó. Trường hợp là nó bị vàng cái lá trên đọt, vàng lá giữa là thiếu magie, còn vàng cái lá chân là một là nó thiếu dinh dưỡng, hai là nó bị tình trạng như chậu này đó. Rồi các chú anh chị yêu mến kênh Hoa Lan Thơ, hãy nhấn vào cái nút like và nhấn vào cái nút đăng ký. Rồi các chú anh chị mình cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.